là mai mốt là mình nói không ai nghe. Rồi bây giờ anh hai thử nha. L. L. Đừng đừng có đưa lưỡi ra nhiều. L. Đừng có đưa ra mà nè. L. Đúng rồi. Lưỡi. À rồi, lưỡi. 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 Đúng rồi. Cái lưỡi. Cái lưỡi. Đúng rồi. Cái lưng. Cái lưng. Đúng rồi. Rồi. Lùn. Lùn. Không, 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 đừng có đưa ra xa. Lùn. 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 Lé. 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 Đừng có đưa cái lưỡi ra xa mà nó dơ, vi khuẩn nó bay vào lưỡi. Nè, lé. 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 Đúng rồi. Lương lẹo. Lương lẹo. Luồng lách. Luồng. Luồng lách. Đúng rồi. Mình đi nói. Mình đi nói. Đừng đừng có mình đi đúng mình đi nói như nào nhỉ? Trời. Thế ghê quá con. Mình đi nói như nào nhỉ? Này nó nhỉ. Ok, từ từ nào. Bây giờ mình nghe mình tập trung nào. Lung linh. À, để con chi vậy nó ngoài đâu. Nhìn lên kiểm tra mà, đang kiểm tra mà. Lung. Anh hai, nghiêm túc nào. Lung linh. Lung linh. Không, nói đàng hoàng nghiêm túc, không có lè cái lưỡi ra nhiều. Lung linh. Lung linh. Lấp lánh. Lấp lánh. Không, không có đùa. Con nói rất là đúng rồi, mẹ nghe cái âm mẹ nghe thì rất là tốt rồi. Nhưng khi mẹ nhìn cái lưỡi con mẹ thấy rất là ghê. Con đừng làm như vậy nào, con làm lại nha. Ăn cái lưỡi mà. Ăn là ai? Anh ăn muốn cái lưỡi ghê mà. Cái lưỡi. Ăn cái lưỡi ghê mà. Ok, nói lại đi. Anh hai muốn cái lưỡi ghê. Anh hai muốn nói chậm. Anh hai muốn cái lưỡi lè. Ghê. Anh hai muốn cái lưỡi lè. Không phải lê, ghê. Lưỡi anh ghê. Anh em muốn cái lưỡi ghê. Ghê thú gừng. Anh em muốn nói như này. Ok. Ô quên, còn cái từ quan trọng là lá vối chưa nói. Lá vối. Đúng rồi. Rồi từ còn từ gì nữa không ta? Từ à, lấp ló. Dạ được. Đừng đừng nói như vậy thú rình. Nó được. Rồi bây giờ mẹ nói nè. Lấp ló. Lấp ló. Đúng rồi, tuyệt vời nhờ. Cái lưỡi. Cái lưỡi. Cái lưng. Cái lưng. À nói từ từ. Cái đó. Lưng. Cái lưng. À rồi gì nữa ta. Lương lẹo. Lương lẹo. Yeah. Lấp lánh. Rồi lấp lánh. Lung linh. Lung linh. Lá cục. Kỳ cục quá à. Rồi chị ly. Chị ly. Rồi rồi chị ly. Nó nói cho chị ly nghe rồi. Mai mốt chị ly qua có món quà luôn. Chị ly. Chị ly. 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 À, chưa chưa nói đúng. Chị ly. Chị ly. 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 Cái ly. Cái ly. Đúng rồi. Rồi còn từ gì lờ nữa không ta? Tự nhiên mẹ quên. Con lương. Con lương. Đúng rồi. Bơ đi ông già. Là ông là. Là không 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 cho cái lưỡi ra ngoài nha. Là là không cho cái lưỡi ra ngoài. Lá. Lá. Lu. Lu. Lô. Lô. Lê. Lê. Ly. Ly. Lơ. Lơ. Mẹ đâu có nhìn thấy cái lưỡi mẹ là thè lè ra đâu. Lưỡi của con thè lè ghê quá. Cái lưỡi của con ghê quá. Bây giờ mẹ nói nè. Lý.
lý lẽ. Lý lẽ. Ok, mẹ cho ngồi xuống đây, mẹ trao chứng nhận nè. Trao chứng nhận là anh hai đã tốt nghiệp chữ L nè. Mẹ xin công bố Phúc An đã tốt nghiệp chữ L. Đánh dấu bằng một nụ hôn. À, rồi. Bye bye tất cả mọi người đi con. Bye bye tất cả mọi người. Con nói đi, mình là Phúc An. Mình là Phúc An. Mình đã nói được chữ L. Mình đã nói được chữ L. Các bạn cố gắng nha. Các bạn cố gắng nha. Nha. Các bạn cố gắng nha. Đúng, bye bye. Bye bye.